Rồi mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa của mình nha. Thì đầu clip mình có test cho anh em mình một cái đoạn nhạc không lời ha, nghe cho anh em mình thư giãn một tí nha. Nói thì cuối clip thì mình sẽ không quên, mình sẽ test một cái bài nhạc vàng ha, một cái bài nhạc vàng cho anh em mình nghe nữa nha. Nói thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em mình là hai cặp loa box sale của JBL nha. Thì mình về hai cặp thì mình đang để trên này để mà quay cho anh em mình xem một cặp nè. Và ở đây là một cặp nữa nha. Thì một tí nữa mình sẽ quay luôn cho anh em mình xem nó nha. Thì nói chung là hàng trước tiên mình sẽ báo với anh em mình là zin 100% và hoạt động hoàn hảo nha. Nó thì mình đã test ok hết rồi nó ha. Thì con này là cái tem nó hơi bị mờ quá nha. Cái tem này của JBL nha mọi người ha. Để mình lấy cái con bên trong đó. JBL M5 nha. Đó, con này được sản xuất tại Mỹ nha, made in USA và trở kháng là 8 ohm nha. Đó thì con này thì nó sử dụng là một cái cặp bass phía bên trong nha. Bass nó đánh khá là lực luôn. Thì đầu clip anh em mình thấy nó đánh rung cái miếng lưới này luôn nè, nữa nha. Và nó sử dụng một con loa chép ở phía trên cũng khá là to nha. Con này ra tiếng chép khá là hay. Đó. Thì nói chung á thì anh em nào mà đang cần những cặp loa để mà để bàn làm việc hoặc là để bàn máy tính ha, để bàn kệ tivi để xem tivi hoặc là để phòng ngủ rồi các kiểu đâu nha. Nói chung là đường kính nhỏ gọn ha mà chất âm hay, thì đây chính là một cặp loa khá là lý tưởng nha. Thì đường kính loa chiều ngang là 16,5 nha, còn chiều sâu là 19, còn chiều cao là cỡ chiều cao là 28 nha. Thì trong cái đường kính nhỏ như thế này mà cái loa nó đánh được khá là lực luôn nha, khá là hay đó. Thì con này á mình về hôm nay là có hai đôi nè, để mình quay từng đôi cho anh em mình xem nha. Và cuối clip thì mình sẽ test thêm cho anh em mình nghe nói nha. Cái tem này thì nó bị mờ theo năm tháng á, lâu quá rồi. Tem JBL M5 nè, cái này mấy anh tây mấy anh khoét cái gì nè, có gì mình sẽ gia cố lại cho anh em mình nha. Đó đây thì đây nó có hai cặp thì giá nó cũng khác nhau nha, giá nó khác nhau. Giá cặp này thì nó rẻ hơn cái cặp kia là 200.000 ha. Đó đây thì cái con này thì nó có mấy cái lỗ này, nó không ảnh hưởng tới bên trong nha, chỉ bên ngoài thôi, không biết bên nước ngoài họ bắt làm cái gì á. Có gì mình sẽ cho nó một miếng keo vào đây ha, đó là xong, không ảnh hưởng gì về chất âm. Đây là lỗ hơi nha, lo thì zin 100% nữa nha. Đây thì anh em nào mà quan tâm thì có thể liên hệ với mình. Rồi để mình để cái cặp này xuống và mình cho cái cặp kia lên để quay cho anh em mình xem về cái thùng lo nha. Nó thì cặp này thì nó đẹp hơn tí. Đó đây thì mặt tiền thì như nhau cả nha, mặt tiền như nhau cả, không có nào đẹp hơn cái nào nè. Về nguyên bụi nguyên dơ luôn nè, chưa có vệ sinh nè. Đó đây nói chung thì rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp, anh em nào mà quan tâm thì liên hệ với mình nha. Đó, rồi và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình test một đoạn nhạc vàng cho anh em mình nghe nha, chứ nói hoài cũng không giải quyết được gì. Đó, anh em nào mà quan tâm thì liên hệ với mình qua hai số điện thoại phía dưới màn hình. Rồi xong thì clip của mình cũng chỉ tới đây thôi nha. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình ra để xem clip ủng hộ mình nha. Và sau khi cái đoạn nhạc này kết thúc á thì mình sẽ kết thúc luôn clip nha. Mình xin cảm ơn anh em mình rất là nhiều. Mình xin chào và hẹn gặp lại.
Hãy